xem coi này đó, coi lẽ coi gì xem mà coi ấy ấy phải cháy sẽ hỏng hết phải cháy hỏng hết phải cháy phải cháy lâu phải cháy hỏng hết phải cháy là đây kỹ lệ cũng hơi ngọn đấy à quay quay phải cháy hỏng hết phải cháy xem mà giấu khơi đó hay là hay là tiếng gọi cầm lẹ à xem mà quầy giấu khơi là phải cháy này cơ mà lấy miếng nó phải cháy mấy xem mà quay quay lại chút nhập khơi